Hello, chào các bạn. Hôm nay gia đình mình đi vườn trái cây. Ở đây thì mình thấy có cái vườn trái cây Tâm Nguyễn. Cái vườn này cũng rộng lắm nè các bạn. Đây là địa chỉ. Các bạn có đến Vaida thì ghé vườn trái cây Tâm Nguyễn. Mình thấy cũng có nhiều trái cây lắm. Trước cái lối đi vào đó là đã thấy có những cái cây cóc nè, thấp như thế này thôi mà quá chừng trái luôn. Quả chưa có được lớn lắm, quả còn nhỏ. Dọc theo cái bờ rào ngoài này quá chừng cóc luôn. Ở kia trong kia mình thấy có một bụi thanh long cũng đang ra trái. Thôi bây giờ mình ở bên đây nè, trái nó chín này, ở phía hàng rào nè có nhiều cái quả, có nhiều quả bên này á bị chim nó ăn hay gì rồi nè, nó chín hết rồi, như chim nó ăn cũng ghê không. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong để xem vườn trái cây nha. Đây họ cũng trồng nhiều cây kiểng, trồng nhiều cây kiểng này, chắc những cây này chắc họ cũng bán đó các bạn. Có những cái nhánh mà họ đang chiết nữa. Anh là chủ ở cái vườn trái cây này hả? Và anh cho hỏi vườn trái cây của anh nó rộng bao nhiêu mẫu rồi anh? 7 mẫu hả? Chủ yếu ở đây là mình trồng gì vậy? Như nên đại khái là mít nhiều hay là cầu, sao cô chê, bún cửa, thanh long, thì thanh đấy long. thôi, những cái đó phụ thôi. Thế em thích thanh long ở Có ngoài kia, thấy họ trồng nhiều thanh lắm. long mười một, có đây, cái đó tôi trồng ở chu Anh mía, mía mía là mình trồng đây luôn, có trồng một lần nhưng mà nó mình làm không kịp rồi thôi. Cái ngày mới chị mẹ bán nhiêu mà bự quá vậy, 10 đồng, 10 đồng ngày một nó mới ly ra nước 10 đồng. mía. Nước mía tươi 10 đồng ly rất là ngon nha. Mía ở đây, mía sẽ đây trồng hết ở homestay này hết. Thấy ngoài kia có trồng thanh long mà chắc không có ai cơ hái. Bây giờ thử làm thử cái mía đi, ngon không có làm kịp. Thôi để chút anh thử. 10 đồng mà bự quá trời, ai ngủ không hết luôn. Hôm nay mới Mình trồng trên trên núi còn hơn hai chục thứ để ăn. Gia đình ở đây luôn, nguyên gia đình ở đây luôn, con cũng hai đứa con mà. Rồi nhà hai đứa con trên nhà làm dưỡng đây thôi. Tôi với thằng bán trong cái cây đó, thằng nó đem á, còn mấy chú này ông anh ở kia vô qua chơi chơi rồi phụ ông ở thôi, nó buồn ông phụ chơi phụ vậy thôi. ông chơi 1 tháng 2 tháng hai tháng ông về Nghe chị nói được mấy cháu thôi kìa, ba cháu là cái lớn bây ba giờ cháu đang hả? đây giờ thằng lớn 77, thằng lớn chín 81, nó đi cho nội rồi. Lớn lớn hơn con lớn lớn là 53, 55, 57 tôi cháu 81. Nhỏ út của tôi là 2003, nhỏ xíu Dạ, còn 2003 á. Đây là út á, út của sao ở đây? Ủa chị đi với ai nhóm nào? Dạ đây, Cô đám gia đình mấy cháu nó đó tới mấy trước cháu á. đi trước rồi đó là Nó con của cháu tôi nội đó, rồi. hai tôi hả? Dạ cháu nội đó. Cái nội cháu hoài luôn. Con gái rồi, cho con rể đó. Nghĩa là cả nhà kéo lên nghe vậy Hôm nay là đi đi ba gia đình đấy. nè, này con dâu, thằng dâu có đồ này, thằng phụ này nó nói đó, anh cũng bỏ luôn cái mặt nó lè luôn mà nó mặt nó nóng tội nghiệp quá, tội nghiệp quá đi nhưng mà à. phải ghé ở vườn nha, cho có trái cây. Đây
Ở đây cái vườn của anh Tâm này anh trồng nhiều nhiều sa xoài, xoài cũng nhiều, xoài trái bự ghê mà nó cũng ngon lắm, có xoài bự. Xoài này mình gọi là xoài gì á? Xoài Thái. Này ngọt hả? Ngọt. Cái này là anh nói là xoài Thái và rất là ngọt phải các bạn. Có mít nữa. Ở đây vấn đề là xin đừng hái mãng cầu, chắc là mãng cầu chưa chín. Sợ những người khác họ đi họ hái. Anh 70. À, tôi xin phép anh nha, mình đi chơi quay vườn chứ. Dạ. Đấy. Ra tới đây là mình thấy có cây mít nè. Wow, cái cây mít này cũng nhiều trái ghê luôn đó chứ. Wow, có cây nhỏ vậy mà coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả các bạn ơi. Cây này cái gì ta? Đây, đây là cây na. Mình nhìn cái lá nó giống quả na quá mà không biết phải không? Chưa có thấy trái. Wow, cóc này các bạn. Cóc ở đây thấy vườn của anh nhiều, trồng nhiều cây cóc kìa. Mà cây nào cũng sai trái quá chừng. Cái này nó chưa có lớn lắm. Ồ, đây nè, đây mình thấy trái nhỏ nhỏ. Cây này là cây sabote, không phải cây mãng cầu. Mình thấy cái lá này nó giống cái, nè, cái lá này nè, nó giống bên kia, đây là cây cây sabote, không phải mãng cầu. Sabote giờ mới đang ra trái nhỏ nhỏ à các bạn ơi. Nè, giờ đang ra hoa ra trái nhỏ nhỏ. Không có nhiều. Chưa có lớn. Nhưng mà sao mình thấy ở bên trong á là anh để mấy cái thùng, chắc là anh hai nó ra đợt trước anh hái rồi á. Thấy sùng trong thùng sabuche nhiều lắm. Mà ra ngoài này thì trái còn nhỏ quá chừng. Wow. Trái nó ra từ chùm á. Mà trái còn nhỏ quá. Cái này cái nhãn này các bạn. Nhãn nè. À, mình thấy ổi. Trong này là ổi. Nguyên mà chảy trong này là anh trồng ổi không? Wow. Ổi quá chừng. À, ổi quá trời luôn ổi nè. À, ổi nhiều lắm. Nhưng mà trái chỉ có bự. Quá trời ổi luôn. Chảy này là nguyên một chảy ổi không là các bạn. Và anh chồng có chồng xen kẽ cây nhãn. Cây này cái gì ta? Mình chưa không có thấy chưa có thấy hoa thấy quả gì hết mình không biết cây gì luôn. Hồi nãy anh nói là cái vườn cây của ảnh mình có hỏi là bao nhiêu mẫu, nói như 7 mẫu các bạn. Tất cả là 7 mẫu các bạn ơi. Đây là anh trồng đủ thứ xen kẽ nhãn rồi ổi, mít, thanh long, sabuche. Đây, nhãn đang ra hoa đậu trái rồi nè, quá chừng. Đây. Đây cũng là cây nhãn.
trái nó cũng đang ra quá chừng, nhưng mà cái chùm này có mấy quả lớn à. Ổi trong này bắt đầu quả thế này nó đã bự này các bạn, nhưng mà anh bọc lại rồi nè, ổi nè. Như vậy là anh có ổi bán liên tục luôn á, tại vì cái đợt bự này nó ra rồi nè, nó ra cái đợt lớn chút là anh hái anh bán, là bắt đầu cái đợt nhỏ nó lại bắt đầu ra nữa, là coi như là trái có trái bán hoài luôn. Cây ổi trái bự rồi nè, cái trái trong này mới là bự dữ nữa nè. Wow, cái kìa. Ôi, con này chùm chùm ở dưới này quá trời. Sai trái ghê luôn. Cái mãng cầu nè, mãng cầu nè, hoa nhưng mà còn xanh chưa có chín, mãng cầu nè, thấy mê quá, lâu lắm rồi mình chưa có được ăn cái quả mãng cầu này nha các bạn, lâu lắm rồi đó. Ở đây ổi, mãng cầu nó đang ra các bạn ơi, nó đang lớn nhưng mà nó chưa có chín. Mãng cầu ở đây nó đang ra trái nhiều lắm nè. Nhưng mà nó chưa có chín. Ổi nhiều quá, ổi quá chừng luôn. À, cái quả này. Quả này nó đang ra. Nó đang lớn chứ nó chưa có, nó chỉ, cái mắt nó chỉ có mơ có nở hết đấy các bạn, cho nên nó còn xanh. Mãng cầu mình đi mùa này là mãng cầu chín chưa có, chỉ có nhãn, ổi, thanh long, sao chê, mít. Mình đi theo kiếm cái cây nào mà quả nó lớn nó chín nó hái. Mình coi coi cái ổi nào mà nó bự rồi. Coi cái quả ổi nào bự mình hái. Mãng cầu đầy cây hết các bạn ơi, quá trời luôn, đầy cây hết. Ổi quá trời ổi, cái quả này bự rồi, chắc mình hái được ạ, quả này bự. Để ta coi cái quả nào bự hơn nữa không. Mình coi quả nào bự hơn nữa không mình hái. Hồi có quả nó bị rụng luôn rồi. Quả nó chín nó rụng rồi các bạn. Chín nó rụng luôn rồi kìa. Chủ vườn hái không kịp rồi rụng luôn nè. Quả này thì nó bự nhưng mà bên này này, quả bên này nó còn nhỏ.
để mình kiếm cái quả nào mà nó bự mình mới hái. À, đu đủ, đu đủ đang ra trái. Còn còn nhỏ quá các bạn. Nó đang ra trái mà sai trái ghê không? Quá chừng trái. Wow, cái vườn bên này của anh ta là ổi không? Hình như anh trồng ổi nhiều. Cây tre nè, cây tre, cây trúc. Đẹp không? Cái dáng cây tre, cây trúc làm mình nhớ quê mình. Ở dưới quê bên Việt Nam đó. Trời ơi, có những cái quả ổi mà anh hái không kịp nữa. Nó chín mà nó khô luôn này các bạn. Hình như bên vườn bên này không biết phải của chủ bên bên này không biết hay là chủ khác. Này đó các bạn thấy không? Những quả ổi mà người ta hái không kịp nó chín rồi nó khô luôn này. Bởi giờ vườn rộng mênh mông. Đây, mình thấy có một cái quả saboteur nó lớn. Còn thì thường những quả lớn đấy người ta hái rồi còn nó ra những cái trái nhỏ này các bạn. Nó ra những cái quả nhỏ nhỏ mà. Saboteur. Quả lớn người ta hái hết trơn. Hái bán đó các bạn. Bán cho những cái khách mà họ du lịch tới đây. À, nhãn nè. Nhãn này các bạn. Nhưng mà nó chưa có chín các bạn ơi. Chưa có chín. Nó còn xanh á, chưa chín. Hôm nay người ta đi thăm vườn cũng đông. Mình tới cái là có một đợt họ đang ra về. Đó, saboteur. Saboteur, trái đang ra quá chừng. Cái cây saboteur này nó ra đậu trái. Mình nghĩ cả trăm trái không biết đâu. Tại vì một chùm á là nó có mo cả cả có chùm nó ra cả chục quả. Trái này trái gì vậy ta? Quả này quả gì luôn mình chưa từng biết. Đâu hái thử. Các bạn. Cây này cái gì ta? Mình không biết luôn á. Ui dồi ôi, nó chua mà nó chắc lè. Mình cắn thử. Nó chua mà nó chắc lè các bạn. Dọc này là toàn là saboteur. Mà sai trái quá chừng luôn. Trồng saboteur à, tới mùa mà nó ra trái rồi tha hồ mà thu hoạch. À, nhãn quá trời luôn. Trái cũng nhiều ghê luôn. Cái cây bự này mình không biết là cái cây gì ta. Cây bự này không biết cây gì. Cái cây lá bự. Wow. Nè nhãn. Nhãn này các bạn. Ủa, một chùm của nó vậy nè. Tên nó chịu cành luôn. Cái này. Ôi tội nghiệp cái cây nó quá nó đeo mấy cái chùm nhãn này nặng quá. Tao mình hái thử một quả. Ngọt các bạn ơi. Ngọt lắm. Ổi nữa nè. Ôi quá trời ổi nữa nè.
chịu nổi luôn. Thôi. Mình thấy ổi với sao cô chê nhiều các bạn, nhãn nhãn thì cũng có mà không nhiều bằng ổi với lại sao cô chê. Rồi, bà ngoại coi cái quả nào bự bà ngoại hái. Con cầm đấy, con cầm không, đừng có rung nha, con phải cầm cho nó cầm chặt chưa dưới này. Đây, đây để bà ngoại coi cái trái dưới này, cái quả này mình thấy nó bự nè. Nếu mình quay quay vô trong cái quả này nè con. Đó. Quả này chắc là hái được rồi nè. Rồi hái luôn ha. Đây, mình hái được một quả ổi này các bạn. Quả này chắc còn to nữa. Đi dọc xe bà ngoại kiếm thêm một quả nữa, ngoại hái quả nữa. Em ra mình hái nhãn anh. Coi quả nào mà bự bự. Đây đây. Đây là chắc mà ngoại thấy quả bự đấy. Họ bọc lại như vậy nè sợ sâu quá. Ô thôi, thôi, cái quả này hư rồi. Không được. Quả này hư rồi. Này có được không nè? Quả này đi. Quả này đẹp quá. Này, quả này đẹp nè. Ha. Hái quả này đi. Rồi, mình hái thêm được quả nữa. Nè, lấy mình cầm đi con. Tại vì con đi từ từ ra kia cái mình hái nhãn bỏ vô. Đi đi con, đi đi anh cu bin. Chạy chạy theo chị chắc mình. Quá chừng ổi rồi. Ổi mà trái bự bự không. Nó mà ra là quả bự dữ lắm á. Bây giờ cái đợt lớn họ hái hết, nên hầu như hái gần hết rồi, còn quả nhỏ. Wow, cái đây là cái chùm nhãn mà không biết nó chín chưa đây. Anh cầm cho. Wow, cái chùm nhãn quá trời. Thấy mềm các bạn. Ồ, những quả nó nứt ra luôn rồi nè. Đây mình hái thử. Nhánh. Có những cái quả mà nó nứt ra luôn nè. Đây mình ăn thử quả. Hồi nãy ăn quả cũng ngọt lắm. Ngọt. Trời nó rớt. Đụng vô nó rớt đúng quá ta. Thôi mình hái một ít thôi. Mình vô trong vườn đó mình coi coi cái quả nào nó bự ngon hơn thì mình mua tiếp. Thôi đi trở về thôi. Quá trời, cái ổi thấp thấp như thế này nè các bạn thấy không? Cái ổi thấp thấp như vậy mà quá chừng trái luôn nè. Các bạn coi quá trời trái luôn. Đó là người ta đã hái những cái quả lớn rồi ha các bạn ha. Đó, người ta đã hái hết những cái quả lớn rồi nè. Nó chỉ có nhiêu đây thôi mà nó quá chừng trái. Bạn coi.
ủi thấp thấp vậy thôi mà trái quá chừng, là chắc nhiều loại ổi quá. Cái ổi bên này mình thấy nó khác cái trái bên kia. Quá chừng luôn. Đây toàn là ổi không các bạn ơi. Ủa sao cái quả này mình thấy nó muốn chín rồi nè các bạn. Quả này thấy nó muốn chín rồi nè. Nhưng mà nó chát lắm các bạn. Cây này cũng nhiều trái quá chừng. Mà trái nó kia được bự. Wow, cây nhãn này quá trời trái luôn nè. Người ta phải bọc lại á các bạn. Người ta bọc lại để cho chim chóc rồi nó không có phá. Nó mùa này là chỉ có nhãn, sabuche, rồi mít, mình thấy có mít, có thăng long. Nhà vườn ở dưới Florida này chỉ cần có khoảng 5 mẫu, 5 mẫu hay 10 mẫu là làm vườn là sống được rồi các bạn. Cái nhãn này với cái nhãn kia không biết nó phải cùng một loại không ta. Cái quả này nó còn non chưa ăn được. Mình thấy cái màu da của cái vải này nó khác với lại cái màu da cái quên cái trái nhãn này nó khác cái lại cái nhãn nãy mình hái. Cái da nó khác hơn. Nó là một cái loại nhãn mà loại nhãn khác mà nó còn nhỏ quá. À, cái này cái vú sữa nè, nhưng mà chắc hết mùa rồi. Cái này cái vú sữa nè các bạn, hết trái rồi. Vú sữa thường á là nó có trái từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là cuối mùa rồi. Cuối mùa vú sữa là tháng 6. Mà bây giờ mình mới đi thì là nó đâu còn quả nào nữa đâu. Cây vú sữa này bự ghê. Nó nhiều cành, nhiều nhánh ghê. Cây trúc mà dễ thương. À, vừa cóc ở đây cũng nhiều. À, cái cây bồ ngót nè, nắng quá là cái lá nó quắn vô luôn. À, lá bồ ngót này nấu canh thịt nạc ngon lắm luôn á. Dọc dọc đây họ trồng cầu cả mười mấy cây bồ ngót. Cái bồ ngót này các bạn phải nói là cũng có tới 30 năm rồi mình chưa có được ăn canh rau bồ ngót này nè các bạn, tại vì tiểu bang mình không có trồng được cái cây này. Và cũng mình ra chợ cũng không có thấy bán nha các bạn nha, hiếm lắm. Khi mà lâu thật lâu mình mới thấy họ họ bán bồ ngót, nhưng mà mình mua thì mình ngó là cái cầm cái bó rau lên cái lá nó rụng quá nè, cho nên mình không mua.
mấy chục năm rồi chưa được ăn canh bùa ngót. Cái lá này giống lá cách quá à. Nó có bông. Các bạn thấy ổi quá trời không? Ổi quá chừng trái, sai trái. Đó là người ta đã thu hoạch rồi đấy các bạn. Nhãn rồi cóc nữa. Ở bên này, rìa bên đây là cóc. Bên kia, bên này là mãng cầu. Mà mãng cầu thì mình thấy không có nhiều trồng nhiều. Bên này mình thấy mãng cầu này. Nhưng mà không 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 có trồng nhiều nha các bạn. Chắc hai loại mãng cầu quá. Tại bên này cái vỏ của nó, cái màu nó khác. Cái màu nó hơi đỏ 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 mà đỏ đỏ đỏ, đỏ tím á. Cũng cũng đang ra trái nhiều lắm các bạn. Mãng cầu đang ra trái quá chừng luôn. Ổi mà nó ra hơi hơi lớn lớn chút là phải bọc lại rồi. Các bạn thấy sợ sâu rồi sợ chim rồi nó phá. Cái cây mãng cầu trái ra thấy mê luôn, quá trời trái, đang trái nhỏ nhỏ đang ra nhiều lắm. Phải nói là lâu lâu lắm rồi mình cũng chưa được ăn quả mãng cầu nữa, mà lên tới đây thì lại không không có đúng cái mùa nó chín, nó còn xanh quá à. Trời ơi, ở trên kia quả bự, trên kia có nhiều quả bự ghê mà cũng chưa có chín. Mãng cầu này nó có cái màu tím bầm bầm, màu nâu màu tím gì. Đây trời trái, nhưng mà rất tiếc là mình đi tới đây thì đúng mùa mãng cầu nhưng mà nó chưa có chín cho nên không có thưởng thức được. Quá chừng luôn. Còn bên đây là cóc, cóc này các bạn, cây nhỏ xíu vậy mà cũng quá trời trái. Cây có chút xíu. Ở trên nó còn đang ra bông đó, các bạn. Sao vô chê nè, sao vô chê cũng đang ra hoa ra trái nhiều. Các bạn thấy đang ra hoa ra quả nhiều lắm. Cây sao vô chê này á, nó mà không ra trái thôi, ra trái thì quá trời luôn, không biết bao nhiêu quả mình tha hồ mà thu hoạch. Này cứ một bông vậy là các bạn thấy nó ra cả chục trái.
quá chừng luôn. Đây cóc, ui rồi ôi, ổi, ổi chín nè, họ dục đầy ở đây, quả quả bự ghê không, bự quá trời bự. Ôi, có những cái quả ổi to quá chừng luôn. Cây này cái gì ta, biết cây gì luôn á. Nó chưa có ra bông ra quả, mình không biết cây gì. Cây nó bự ghê các bạn. Ở bên đây là nguyên một cái vườn ổi các bạn ơi. Người ta đã tỉa cành chặt nhánh hết rồi. Cóc quá trời cóc, chỗ nào cũng cóc mà cha cây thì nhỏ mà trái trái sai ghê luôn. À thôi tới đây thì video mình tạm dừng nha các bạn ha. À, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. À, chúc các bạn có những giây phút rất thư giãn đi ngắm vườn trái cây với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên cho mình một like, một share và subscribe cho mình nha các bạn. Bye bye.